Chữ keo này là chữ KL, viết tắt của chữ Kỳ Lân Kalen. Và đúng cái phông chữ này là phông chữ đặc trưng của Kỳ Lân luôn. Sau khi hoàn thiện phần vàng và kim cương trên bộ logo của Kỳ Lân Luxury xong, Kỳ Lân đã thực hiện gắn vào đôi giày của mình. Và đây là một sự chỉnh chu, một sự cá nhân hóa, một sự phong cách riêng. Và Kỳ Lân thích lắm, bởi vì nó phục vụ đúng được cái sở thích của mình và cảm xúc của mình. Nôn, muốn là phải nhanh, muốn là phải có ngay, muốn là phải có liền. Nhưng mà cuộc đời mà, những việc muốn sự đẹp, muốn sự chỉnh chu thì đòi hỏi phải có thời gian chỉnh chu, nên Kỳ Lân cũng phải đợi ít ngày. Cuối cùng đợi xong, khi hoàn thiện xong thì gắn vào, cảm giác rất đã. Một cái sự chờ đợi mà không quá lâu, không quá ngắn, mà không quá dài, vừa hợp vừa đủ. Đến sự nôn mong chờ thì nó đã lắm, chứ không phải chờ lâu quá thì mất cảm xúc. Mà mình không có chờ đợi thì có liền thì nó cũng chưa có để thể hiện được cái sự mà mong muốn nhiều. Nhưng mà một cái sự chờ đợi trong sự cao cấp nó vừa phải hợp lý, tầm vài ngày để có được một sản phẩm đẹp nhất, tân ý nhất, tốt nhất, đối với chất lượng nhất mà mình thích nhất, cảm xúc mình thăng hoa sẽ tuyệt vời nhất như thế này.